Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, phải chăng Nguyễn Phú Trọng có tư tưởng đầu hàng? Mạng xã hội hôm 19 tháng 10 lan truyền ảnh chụp lá thư viết tay mới nhất của thiếu tướng quân đội Nguyễn Trọng Vĩnh, đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến năm 1987. Trong thư, ông Vĩnh bình luận về phát ngôn mới nhất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tôi cũng nghe ý kiến ông Trọng nói về cuộc tọa đàm vừa qua. Ông có vẻ khó chịu, mỉa mai, chỉ trích tiếng nói yêu nước của nhiều người dân, mà đó là một là các công dân đã từng đóng góp công sức trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm và chưa hề bị tước quyền công dân. Ông Trọng nói họ là một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên và ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là người yêu nước. Đã thế, ông cũng lên gân vỗ ngực, vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam không yêu nước à? Cung cách của ông tôi thấy sao mà giống như đôi co giữa chợ, chả giống phong cách chính khách tí nào. Vị quan chức ngoại giao kỳ cựu của Cộng sản Việt Nam năm nay 104 tuổi còn đưa bình luận trước tình hình nước sôi lửa bỏng do Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển nước ta mấy tháng qua, thế mà ông Trọng và một số cử tri quen mặt vẫn nói một giọng lập lờ như bao nhiêu năm trước. Thiết nghĩ là người đứng đầu bộ máy, chắc chắn ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mưu, mục tiêu, biện pháp của bọn Tàu từ xưa đến nay đối với nước Việt Nam ta, đặc biệt là trong mấy tháng qua tại bãi Tư Chính. Theo tôi, ông Trọng viện lý do phải khôn khéo, thực chất có phải đang bế tắc để tìm giải pháp? Hay ông có tư tưởng đầu hàng? Ông Vĩnh viết trong một lá thư đề ngày 18 tháng 10. Thiết nghĩ là người đứng đầu bộ máy, chắc ông Trọng phải có đủ thông tin về âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu, biện pháp của bọn Tàu từ xưa đến nay đối với nước Việt ta, đặc biệt là trong mấy tháng qua ở bãi Tư Chính. Tình hình đang rất nguy ngập và cấp bách, vậy mà khi khai mạc Hội nghị Trung ương 11 vừa qua, ông vẫn nói phải phân tích dự báo tình hình, thật quá bức xúc trước thái độ như thế, giống như bàng quan thờ ơ vậy. Hội nghị Trung ương đã không ra nổi một nghị quyết kịp thời dứt khoát để đối phó với tình hình tại Biển Đông do Trung Cộng gây hấn. Cựu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là một người có hơn một thập kỷ công tác ngoại giao tại Trung Quốc. Ông được xem là người hiểu rõ về âm mưu và mưu đồ của Trung Cộng trong dự án đầu tư vào cao tốc Bắc Nam. Hồi tháng 5 năm 2019, ông Vĩnh từng viết một lá thư cảnh báo hiểm họa Trung Cộng với lời lẽ đanh thép. Tôi xin hỏi các tướng lĩnh chỉ huy lãnh đạo của đội đã am hiểu cả về chiến lược chiến thuật, các vị nghĩ sao? Chả lẽ không chút lo lắng? Ông nhận thấy hiểm họa đối với an ninh quốc gia, quốc phòng nếu để Trung Quốc làm đường cao tốc Bắc Nam và vay vốn Trung Quốc ư? Tôi tha thiết mong các cựu chiến binh lão luyện trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc hãy quan tâm và nêu ra ý kiến về nguy cơ này, đừng thờ ơ. Và như vậy, cũng như mọi lần các thư ngỏ lên tiếng về hiện tình đất nước của tướng Vĩnh đều không nhận được hồi đáp của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cũng như bị truyền thông nhà nước ngó lơ. Dù quan điểm và lập luận của ông nhận được sự ủng hộ của giới xã hội dân sự trên mạng xã hội. Hồi năm 2010, báo Tuổi Trẻ đăng loạt bài nhiều kỳ về lão tướng 95 tuổi bàn việc nước, ca ngợi ông Nguyễn Trọng Vĩnh dù tất cả những trải nghiệm của tuổi 95, làm tất cả những việc có thể để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, nhiệm vụ mà ông đã chọn cho mình từ hơn 70 năm về trước. Không có lời nào hay hơn lời ông tự mô tả về mình trong bài thơ Khai bút xuân Canh Dần: tuổi thọ trời cho đã 95, cuộc đời nếm trải đủ thăng trầm, đầu còn minh mẫn, tai còn tỏ, mắt vẫn tinh tường, tính chửa hâm ấm lạnh, tình đời còn phán xét thịnh suy, thế nước vẫn còn quan, còn hơi còn sức còn lên tiếng, là muốn quyền uy bớt lỗi lầm. Bài báo của Tuổi Trẻ viết vào thời điểm đó. Tuy vậy, những năm sau đó, ông Vĩnh liên tiếp cho công bố các bức thư chất vấn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội. Các báo nhà nước đã không còn nhắc đến ông nữa.
Cho đến tận giờ đây, khi đã bị lá cờ 16 chữ vàng quất cái đuôi của nó vào mặt chính thể độc tài toàn trị Việt Nam, mới chịu ngó sang châu Âu để tìm kiếm một chỗ dựa dẫm tạm thời. Chỉ ít ngày sau khi Đảng cầm quyền Việt Nam họp Hội nghị Trung ương 11 trong suốt một tuần lễ, nhưng rốt cuộc chỉ thập thò phân tích dự báo tình hình Biển Đông mà không hề dám hé môi về bãi tư chính, và cái tên Trung Quốc đã hiện ra thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh song phương Việt Nam liên minh với châu Âu EU được ký vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Việc ký kết trên là kết quả sau chuyến đến Hà Nội của bà Federica Mogherini, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Âu vào đầu tháng 8 năm 2019. Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Việt Nam-EU, một bản thỏa thuận quốc phòng được hình thành lồng trong bối cảnh tàu Trung Cộng đã xâm phạm bãi tư chính của Việt Nam và khiến cho Hà Nội bị vỡ mặt. Ý đồ của giới chức vụ Việt Nam là thật lộ liễu, trong khi vẫn không dám uốn thẳng lưng để hướng đến quan hệ đối tác chiến lược và một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với người Mỹ vẫn đang bị một số quan chức bảo thủ ở Việt Nam xem là kẻ thù số 1. Hà Nội tạm thời dựa vào EU và sức mạnh quân sự của khối này để có thêm một đối trọng về chính trị và quân sự đối với Trung Quốc ở Biển Đông. Ngay trước mắt, tiếng nói của những quốc gia cầm trịch trong EU như Anh, Pháp, Đức sẽ có thể có được một trọng lượng nào đó nếu lên tiếng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi mà Việt Nam vừa được bầu là thành viên không thường trực, nhưng thật ra chẳng có ý nghĩa gì đáng kể để hỗ trợ Việt Nam bảo vệ vùng chủ quyền không thể tranh cãi trên Biển Đông. Trong tình hình hiểm nghèo cùng nguy cơ mất dầu khí lẫn mất cả lãnh thổ, những tín đồ bảo thủ Hà Nội đã lặng lẽ cắm mặt chuyển từ thói đu dây ngả ngớn người Trung Quốc và bán bà con xa mua láng giềng gần sang động tác nhích sang phương Tây thêm một chút, và bắt đầu âm thầm hoán đổi hai vế của câu tục ngữ đó: bán láng giềng gần mua bà con xa. Nếu sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lao vào Biển Đông năm 2014 như một cái tát nảy lửa vào bộ mặt chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên kể từ ngày muốn làm bạn với tất cả các nước đã không nhìn thấy một bàn tay nào chịu chìa ra cho mình, thì đội cơ đơn cay đắng đó còn biến thành tận cùng của sự bỉ ổi vào năm 2019, khi đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất là Trung Quốc, theo cách ca tụng dưới đáy liêm sỉ của giới chức vụ Cộng sản Đảng em Việt Nam, đã như một tên cướp xông vào nhà người khác đòi chia chác tài sản, trong lúc toàn bộ các đối tác chiến lược khác của Việt Nam, kể cả Nga có lợi ích ở mỏ lăn đỏ, đều quay mặt sang chỗ khác. Thậm chí vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 2019, Trung Quốc còn giành được một thắng lợi trên phương diện quan hệ quốc tế và ngoại giao so với Việt Nam khi hội nghị các bộ trưởng ASEAN diễn ra ở Thái Lan vào đã chỉ đề cập khá chung chung và quan ngại về tình hình Biển Đông mà không hề nhắc đến cái tên Trung Quốc. Bài học của thói đu dây dễ lộn cổ và cua quào đối với chiến lược là một việc chính thể độc tài Cộng sản Việt Nam bị đặt sang rìa thế giới. Thời khắc cuối cùng của thói ăn dây đã điểm. Đó là nguồn cơn đắng chát mà đã khiến cho giới trung ương Cộng sản Việt Nam không còn giữ nổi vẻ kiêu ngạo Cộng sản trên gương mặt nick mỡ tư bản dã man, buộc phải tìm kiếm sự hỗ trợ, hỗ tương từ EU, dù đó là một châu Âu trừ tượng về quan điểm chính trị và thực lực quân sự. Thêm một lần nữa, vào thời gian cuối năm 2019, Việt Nam phải lên tiếng cử các đoàn đại biểu cấp cao đi một số nước Tây Âu nhằm vận động cho những mặt hàng đang trở nên nhu cầu cấp bách ở giải đất quằn quại hình chữ S. Một trong những đoàn đại biểu cấp cao đó được dẫn đầu bởi quan chức Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội đi Cộng hòa Liên bang Đức vào tuần cuối tháng 9 2019. Chuyến đi Đức của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nhắm đến nhiều mục đích như vận động chính phủ Đức sớm phê chuẩn EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu Việt Nam, cũng như Hiệp định Bảo hộ Đầu tư IPA, vận động Đức ủng hộ Việt Nam hơn nữa trước căng thẳng Biển Đông và bãi tư chính, và xin viện trợ ODA. Dù gì thì vào tháng 8 2019, Đức
cùng với Pháp và Anh, ba quốc gia trụ cột của EU đã ra một tuyên bố chung về tình hình Biển Đông, trong đó có nhắc đến cái tên Trung Quốc, tuy rằng có lấy một lời lên án. Nhưng điều trớ trêu là đoàn của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Ba Tị vẫn coi Đức là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực, và hai bên nhất trí cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức đang trên đà phát triển mạnh mẽ mà không cần chút liêm sỉ nào dù chỉ là ở mức thiểu số. Bởi cho tới nay, sự thật trần trụi là nhà nước Đức vẫn giữ nguyên quyết định tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Quyết định này được Đức tung ra vào tháng 9/2019 sau khi mật vụ Việt Nam công khai và trắng trợn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin. Vậy liệu Việt Nam có gì để trông đợi từ EU trong vụ bãi tư chính? Dù trong những năm gần đây Việt Nam đã chịu mở cửa quân cảng Cam Ranh để đón tiếp tàu chiến của một số nước Tây Âu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha theo cơ chế giao lưu hải quân, nhưng chẳng có gì bảo đảm là bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng và an ninh song phương Việt Nam Liên minh châu Âu sẽ mang lại một sự an ủi đáng kể về mặt bảo vệ công cuộc khoan dầu nuôi đảng cho giới quan lại bị người dân Việt bình phẩm hèn với giặc nhưng ác với dân. Bởi tại buổi lễ ký kết thỏa thuận trên, đại diện của EU chỉ bày tỏ quan ngại chung chung về tình hình phức tạp ở Biển Đông gần đây và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông DOC một cách minh bạch, nhưng không một từ ngữ nào nhắc đến bãi tư chính và cái tên Trung Quốc. Thái độ lắng tiếng trên là logic với trước đó vào tháng 8/2019 khi bà Federica Mogherini đến Hà Nội. Thông cáo báo chí của Ủy ban Ngoại vụ, Chính sách An ninh, Chính sách Láng giềng và Đàm phán của EU nêu ra sau chuyến đi này chỉ là những hành động đơn phương trong những tuần lễ qua ở Biển Đông dẫn đến hệ quả làm gia tăng căng thẳng và suy thoái môi trường, an ninh biển. Đây là biểu hiện của mối đe dọa nghiêm trọng đến phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực mà đã không có một từ nào nói rõ về chủ thể của hành động đơn phương đó từ Trung Quốc. Thái độ dè dặt của EU khiến người ta phải nhìn lại bản thỏa thuận quốc phòng mà EU và Việt Nam xem có tính thực chất hay không. Bởi từ thời ký kết cho đến một hành động thực chất nào đó của EU đối với tình trạng nan giải ở bãi tư chính lại là một khoảng cách có thể còn khá xa. Cũng như hàng không mẫu hàm USS Ronald Reagan của Mỹ đi vào Biển Đông để tuần tra nhưng chưa có động tác nào can thiệp vào vùng khu vực bãi tư chính, có khả năng EU điều tàu chiến vào Biển Đông càng khó vào bãi tư chính trong thời gian tới cho dù có bị Việt Nam thúc ép. Cả Mỹ và EU dường như đều đang rất dè dặt trước vụ bãi tư chính nói riêng và Biển Đông nói chung, bởi họ muốn chờ xem chính thể Cộng sản Việt Nam sẽ bản lĩnh đến mức nào trong việc đối phó với chế độ cùng ý thức hệ là Trung Quốc hay chỉ đánh võ mồm và luồn cúi là giỏi. Quả nhiên, cho tới nay, bất chấp bị Trung Quốc cắn xé lãnh thổ và xúc phạm danh dự, giới chức vụ Cộng sản Việt Nam vẫn câm như hến mà không một lần dám đả động đến khủng hoảng bãi tư chính và cái tên Trung Quốc. Tâm thế quá đớn hèn như thế đã rất có thể dẫn tới mối nguy thiệt đơn thiệt kép nếu một ngày đẹp trời nào đó Đảng Anh nổ súng tấn công bãi tư chính và quần đảo Trường Sa. Đảng em sẽ phải đơn thân kịch liệt phản đối trong lúc toàn bộ các nước trong khối EU chỉ khoanh tay đứng nhìn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.